Sự ra đời của Phật giáo. Chán quá đi thôi, hôm nay là ngày gì mà chán vậy trời? Ủa, có chuyện gì á mà mình thấy cậu cứ than vắn thở dài hoài vậy? Ủa, chứ sao mà không than thở cho được? Không biết hôm nay là ngày gì mà ở nhà mẹ tôi nấu đồ ăn chay. Tôi ăn không quen nên tính ra đầu hẻm mua hủ tiếu ăn mà cô đó cũng không bán luôn. À, cậu không nói mình cũng quên mất. Thật ra hôm nay á là ngày rằm đó méo. Ngày rằm có phải là ngày trăng tròn nhất trong tháng không? Ủa, mà tại sao ngày rằm phải ăn chay vậy? Hình như tôi nghe mẹ tôi nói là ăn chay có nhiều lợi ích lắm đúng không? Chính xác. Ăn chay có thể giúp bổ sung chất xơ, đào thải những chất béo, chất đạm dư thừa ra khỏi cơ thể để chúng ta khỏe mạnh hơn đó. Wow, không ngờ việc ăn chay lại có nhiều lợi ích như vậy. Từ giờ tôi phải tập thói quen này mới được. Ý, mà sẵn á, đang nói về việc ăn chay, thì để mình kể cho cậu nghe nguồn gốc của Phật giáo nha. Bởi vì tôn giáo này có sự liên quan mật thiết đến vấn đề ăn chay đó. Ngoài cái tên đạo Phật, tôn giáo này còn được gọi là Phật giáo. Theo các nghiên cứu ghi lại, vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, ở Tây Bắc Ấn Độ, Phật giáo được thành lập bởi Thái tử Cô Đàm Tất Đạt Đa. Tương truyền rằng phụ mẫu của người là Mã Gia khi mang thai đã nằm mơ thấy một con voi sáu ngà cùng với lời tiên tri đứa bé trong bụng sau này sẽ là một vị vua anh minh hoặc một nhà hiền triết tài ba lỗi lạc. Ngay từ nhỏ, Thái tử Tất Đạt Đa đã được sống trong nhung lụa, không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, không hề biết rằng trong cuộc đời lại có những đói khát, bệnh tật, già yếu và chết chóc. Năm 17 tuổi, Thái tử cưới công chúa Yahya và sinh ra một người con trai kháu khỉnh. Sau đó, ngài có cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và thấu hiểu được những nỗi khổ của nhân gian. Năm 29 tuổi, ngài quyết định rời bỏ ngôi cao quyền lực, rời bỏ cuộc sống nhung lụa xa hoa để dấn thân vào con đường tu hành khổ hạnh, mong tìm được sự giải thoát cho chúng sinh và đi tìm triết lý cuộc đời. Từ lúc đó, Tất Đạt Đà dành tất cả công sức, thời gian của mình đi trải nghiệm, chu du, cảm nhận cuộc sống đau khổ của nhân gian. Những kiến thức ngài tích lũy được trong suốt quá trình đó đã trở thành tiền đề cho sự ra đời, phát triển của một loại tôn giáo lớn nhất hành tinh sau này. Wow, nhờ cậu kể mà tôi mới biết được, thì ra Đức Phật cũng từng là con người. Đó giờ tôi cứ tưởng ngài là thần thánh từ khi sinh ra thôi á. Nếu như cậu có tìm hiểu về nguồn gốc của tôn giáo này, cậu sẽ biết được rằng Đức Phật cũng từng là con người và là thái tử của Dương quốc ở Tây Bắc Ấn Độ. Ngài chính là người khai sinh ra Phật giáo Nguyên Thủy đó. Mà tôi muốn biết rõ hơn nguyên nhân khiến thái tử phải rời bỏ cuộc sống xa hoa ở chốn hoàng cung vậy. Theo thông tin mình tìm hiểu, thì vào thời điểm đó, người dân Ấn Độ có một cuộc sống vô cùng đau khổ với sự phân biệt giai cấp dữ dội. Nên Thái tử Tất Đạt Đa mới quyết định ra đi tìm câu trả lời và cách giải thoát cho nỗi khổ. Ngài quả thật là có một tấm lòng từ bi và một trái tim tràn đầy yêu thương con người mà. Tôi ngưỡng mộ quá đi. Nhưng mà cậu có biết á, là quá trình để ngài đạt được nguyện vọng đó cũng không hề dễ dàng gì. Để mình kể tiếp ha. Từ đó, ngài dành trọn thời gian cho sự nghiệp giải thoát cho con người. Ngài chu du khắp đất nước Ấn Độ xưa, từ cực Bắc dưới chân núi Himalaya đến cực Nam ven sông Hằng. Sau 6 năm tu hành ở núi Tuyết Sơn mà không đạt được sự yên tĩnh trong tâm hồn và cũng không nhận thức được chân lý, ngài tự mình đào sâu suy nghĩ để nhận thức chân lý và bỏ lối tu khổ hạnh, thay vào đó đi sâu vào tư duy trí tuệ. Sau 49 ngày thiền định dưới gốc Bồ Đề tại làng Uruvela,
để tâm trí chìm đắm trong tư duy sâu thẳm. Ngài tuyên bố đã đến được với chân lý, hiểu được bản chất của tồn tại, nguồn gốc của khổ đau và con đường cứu vớt. Ngài tự xưng là Phật, có nghĩa là sáng suốt, giác ngộ. Người đời gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Từ đó, Phật giáo bắt đầu được truyền bá khắp nơi, đánh dấu sự ra đời của Phật giáo và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ cho đến thời điểm hiện tại. Con đường tu hành khổ hạnh quả thật là đầy gian khổ mà. Cậu có biết điều gì làm mình ngạc nhiên nhất khi mình nghiên cứu về tôn giáo này hay không? Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất hả? Có phải là quá trình ngài đi hết đất nước Ấn Độ hay không ạ? Ha ha, tôi thông minh quá đi thôi. Không phải đâu méo. Điều làm mình nể phục nhất chính là ngài có thể ngồi thiền liên tục 49 ngày dưới gốc cây bồ đề đó. Sao tôi lại không chú ý đến điểm này ta? Hồi tuần trước, mình có thử ngồi thiền, nhưng mà mới có 30 phút thôi mà đã tê tay tê chân lắm rồi. Chưa kể là phải ngồi yên lặng mà không được nhúc nhích nữa. Ngồi thiền có phải là ngồi bắt chéo hai chân lại với nhau không dài? Mà tính của tôi loi nhoi lắm, nên chắc không ngồi thiền được đâu ha. Nếu vậy thì cậu thử tập ngồi dần dần cho quen đi. Mà mình vẫn còn phần sau của câu chuyện nữa, để mình kể luôn ha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên sáng lập ra đạo Phật. Câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ một thái tử có tên là Tất Đạt Đa đã từ bỏ ngai vàng giàu sang để tìm đến con đường tu đạo, đã trở thành giai thoại lưu truyền muôn đời. Sự phát triển của Phật giáo, ban đầu đạo Phật chỉ được biết đến ở Ấn Độ, sau đó được biết đến và truyền bá sang các nước châu Á. Đạo Phật chưa bao giờ đứng ra kêu gọi và truyền bá, nhưng chính những ý nghĩa và lời dạy của Đức Phật đã giúp đạo Phật được đón nhận và lan tỏa một cách tích cực. Khi du nhập vào một đất nước mới, một nền văn hóa mới, đạo Phật có đôi chút thay đổi để phù hợp với tâm lý cũng như đặc điểm riêng của địa phương đó. Tuy nhiên, bản chất và cốt lõi của đạo Phật vẫn vẹn nguyên, chính là bản chất của trí tuệ và từ bi. Phật giáo không có người đứng đầu duy nhất mà chỉ có các tăng ni đại diện cho Phật giáo. Họ là những người hiểu Phật Pháp, là những người lãnh đạo quý Phật tử và các đạo hữu ở khắp mọi miền đất nước. Hy vọng rằng, thông qua video lần này, các bạn có thể có được cái nhìn tổng quát về những vấn đề cơ bản về Phật giáo cũng như lịch sử của tôn giáo này. Wow, tuyệt vời quá à! Nhưng mà sao nãy giờ tôi không thấy cậu nhắc tới vấn đề ăn chay vậy? À, để mình trích dẫn nguyên văn trong cuốn sách mình đọc cho cậu nghe ha. Ok. Đó là Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng chính Đức Phật không đặt thành vấn đề ăn chay hay ăn mặn, và Đức Phật cùng các đệ tử của Ngài đều ăn theo truyền thống khất thực, ai cúng dường thứ gì thì ăn thứ nấy. Vậy mà nãy giờ tôi vẫn nghĩ người tu hành là phải ăn chay hết chứ. Mình nghĩ vấn đề này cũng rất khó để giải thích trong vài ba câu đó méo. Nếu như mà cậu có hứng thú với tôn giáo này thì có thể tìm hiểu thử. Dĩ nhiên là có hứng thú rồi. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ về nhà ăn chay trước đây. Bye cậu. Tụi mình vẫn còn chưa học bài gì hết mà. Méo, méo ơi.